phí của con nhiều đấy anh ạ, chưa kể những năm tiếp theo nữa. Nhiều thật đấy, rồi còn học đại học nữa, khó để bỏ ra một số tiền lớn cùng lúc. Thời xưa chúng mình vất vả ông nhỉ, tháng nào cũng phải để dành, cho vào ví nọ, ví kia để tách biệt các khoản. Đúng mà, rồi còn phải để tích lũy cho thằng Phong sau này còn làm việc lớn. Có cách nào giúp hai đứa nó không nhỉ? Có rồi. Sản phẩm tiền gửi yêu thương cho con của PVcombank, chuẩn bị cho bé ngay từ hôm nay. Bố mẹ có cái này giúp được hai đứa. Tiền gửi yêu thương cho con của PVcombank cho trẻ nhỏ không đến dưới 15 tuổi. Gửi tối thiểu từ 1 triệu đồng. Bảo hiểm nhân thọ tới 200% số dư đăng ký bảo hiểm. Không giới hạn nộp tiền thêm vào thẻ tiết kiệm. Mỗi năm gửi một khoản, đến năm cháu 18 tuổi, các con cũng đỡ lo nhiều. Cảm ơn ba mẹ, đây đúng là sản phẩm tốt chúng con đang cần ạ. Hơn hẳn ngày xưa, nhờ PVcombank, mọi lo lắng đều tan biến. Tiền gửi yêu thương, vững bước tương lai.